thì khi mà nhận lấy một cái lời chỉ trích á, thường là sẽ có hai phản ứng cơ bản của con người. Như nãy mình nói là ban đầu là sẽ phản ứng ngược lại để mà đem những cái lời cay nghiệt nhất để có thể xúc phạm lại người kia và chạm đến tự ái của người kia luôn. Và cái thứ hai đó chính là sẽ phớt lờ đi những cái lời chê bai chỉ trích đó, không quan tâm, không nghe, không thấy. Đó là những cái điều mà các bạn trẻ thời nay thường hay mách bảo với nhau như vậy. Vậy thì cả hai cái trên các bạn sẽ chọn cái nào? Thường thì các bạn trẻ mà đã từng giao tiếp với mình, đã từng trò chuyện với mình thì sẽ chọn cách thứ hai. Đó, thì mình xin thưa cách thứ hai cũng là cách để thể hiện cái nội tâm yếu đuối và chưa hay. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn về cái cách để mà rèn luyện cho chúng ta một cái nội tâm thật là mạnh mẽ. Thì mình xin nói nó rất là đơn giản thôi. Cái nội tâm mạnh mẽ tức là một cái nội tâm mà có thể chống chịu được tất cả mọi thứ khó khăn ở trong cuộc sống này, từ tinh thần cho đến thể chất, nó từ thể xác cho đến là cái tinh thần của chúng ta, nó cũng đều có thể chịu được những cái nỗi đau, những cái thử thách trong cuộc sống này. Và mình nghĩ rằng cái video này nó thật sự nó giúp ích được rất là nhiều cho những cái bạn nữ trẻ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bởi vì rất là cần thiết để mà các bạn nữ cũng có thể rèn luyện cho mình một cái nội tâm thật là vững mạnh để có thể chịu đựng được tất cả sóng gió cuộc đời, chứ không chỉ riêng gì các bạn nam không. Rồi, và cơ bản trước hết thì tất cả chúng ta đều biết rằng là khi sinh ra, con người vốn dĩ đã yếu đuối. Cơ bản là như vậy các bạn, không ai sinh ra là đã có một cái tâm hồn, có một cái nội tâm thật là mạnh mẽ trước tiên. Không có. Sinh ra là đã yếu đuối. Các bạn thấy lúc mới sinh ra chúng ta đã khóc rồi đúng không? Chúng ta đã khóc rồi, là chúng ta đã yếu đuối rồi. Ban đầu là chúng ta rất là yếu đuối. Rồi khi mà chúng ta lên 3-4 tuổi hay là chúng ta đi học mẫu giáo, thì khi mà chúng ta bị ăn hiếp hay là bị la mắng, bị đem những cái điều xấu nhất đến với chúng ta, thì chúng ta đều buồn lòng và chúng ta khóc. Đó là biểu hiện như một cái sự yếu đuối về mặt nội tâm. Thì đó cũng là cái lý do vì sao mà người ta thường hay nói là cái người trải đời nhiều đó các bạn, thì sẽ thường có một cái nội tâm vững mạnh hơn là so với những người mà trẻ tuổi và chưa có được sự trải nghiệm nhiều. Rồi thì với những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống qua rất là nhiều những cái thăng trầm khác nhau ở trong cuộc sống, từ những cái thất bại cho đến những cái thành công, từ những cái thất bại nhỏ cho đến những cái thành công nhỏ, và những cái thành công nó mang tính lớn hơn, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách để chúng ta có thể rèn luyện cái nội tâm thật là vững mạnh nhất có thể, để chúng ta có thể chống chịu với những thất bại về sau khi mà chúng ta thất bại. Rồi, vậy thì các bạn có thường tự đặt câu hỏi cho mình rằng là khi mà ai đó mà nói xấu các bạn, hay là chửi mắng các bạn trước mặt, hay là đánh đập các bạn, thì các bạn có chịu đựng được hay là không? Các bạn có chịu đựng hay là không, hay là các bạn sẽ cảm thấy là khi mà mình bị nói xấu thì mình sẽ bị đụng đến cái tự ái và mình sẽ ngay lập tức mình sẽ nổi sân với lại là cái người mà nói xấu mình liền. Thì đương nhiên đối với một cái người bình thường đó, đối với một cái người bình thường thì hoặc là những cái người trẻ đó, thì đương nhiên khi mà ai mà nói xấu hay là chửi vào mặt họ thì họ sẽ như thế nào? Họ sẽ ngay lập tức phản ứng lại liền theo cái bản tính của con người là nóng nảy và hung bạo. Đó, chứ không có hẳn là sinh ra là ai hiền hết đó các bạn. Ai cũng tồn tại cho trong mình một cái bản năng là bảo vệ cho cái tôi của bản thân. Nhiều bạn còn nói như vậy nữa mà, ba mẹ của tôi còn hả chưa có dám chửi tôi mà bạn là ai mà bạn dám hả chửi tôi, bạn là ai mà bạn dám chỉ trích tôi, bạn là ai mà bạn dám nói xấu tôi không cho phép như vậy, vì như vậy là chạm đến tự ái của tôi. Đó thì những cái phản ứng ngược lại đối với những ai mà chạm đến cái tự ái của mình cũng là một biểu hiện của cái sự nông nổi và cái sự nội tâm chưa mạnh mẽ các bạn, cái nội tâm còn yếu đuối. Thì đương nhiên không phải ai không qua trải nghiệm thì cũng sẽ rất là khó để mà có thể chịu đựng được những cái điều đó mà không phản ứng lại. Rồi, vậy thì làm như thế nào để qua những cái lời chỉ trích, lời chê bai, lời nói xấu đó mà chúng ta có thể đối diện với nó, có thể từ đó để mà chuyển hóa nó thành cái việc để mình rèn luyện một cái nội tâm mạnh mẽ chứ không có phải là phản ứng gắt lại. Thì khi mà nhận lấy một cái lời chỉ trích á, thường là sẽ có hai phản ứng cơ bản của con người. Như nãy mình nói là ban đầu là sẽ phản ứng ngược lại để mà đem những cái lời cay nghiệt nhất để có thể xúc phạm lại người kia,
và chạm đến tự ái của người kia luôn. Và cái thứ hai đó chính là sẽ phớt lờ đi những cái lời chê bai chỉ trích đó, không quan tâm, không nghe, không thấy. Đó là những cái điều mà các bạn trẻ thời nay thường hay mách bảo với nhau như vậy. Vậy thì cả hai cái trên các bạn sẽ chọn cái nào? Thường thì các bạn trẻ mà đã từng giao tiếp với mình, đã từng trò chuyện với mình thì sẽ chọn cách thứ hai. Đó, thì mình xin thưa cách thứ hai cũng là cách để thể hiện cái nội tâm yếu đuối và chưa hay. Thì cái cách đó mà một cái người có nội tâm mạnh mẽ người ta giải quyết cái vấn đề các bạn là không phải là người ta phản ứng ngược lại, không phải là người ta xúc phạm lại người kia, cũng không phải là người ta giả điên giả na, người ta phớt lờ những cái lời chỉ trích đó mà người ta không quan tâm. Mà với một cái nội tâm mạnh mẽ đó thì cái người đó sẽ như thế này các bạn, người ta sẽ giải quyết như thế này: người ta sẽ nhìn nhận từng cái lời chỉ trích đó, người ta sẽ đọc thấu hiểu từng cái lời chỉ trích đó, người ta sẽ lắng nghe kỹ, thật kỹ từng cái lời chỉ trích, từng cái lời chê bai, từng cái lời nói xấu đó của người khác, chứ không phải là người ta phớt lờ, chứ không phải là người ta phớt lờ. Người ta lắng nghe kỹ hết, người ta hiểu thấu hết để mà người ta có thể nghiền ngẫm nó, mà người ta cũng không thèm phản ứng ngược lại luôn, không thèm chửi lại, không không có cái gì để mà chửi lại hết đó các bạn, không có cái gì để mà chửi lại hết. Vậy thì tại sao chúng ta phải lắng nghe và chúng ta phải nghiền ngẫm nó mà chúng ta không phớt lờ nó? Tại sao? Tại sao? Bởi vì đó các bạn, trong nếu như các bạn hiểu thấu thì trong từng cái lời chỉ trích, trong từng cái lời chỉ trích, trong từng cái lời nói mà người ta dành cho chúng ta, những cái điều xấu, những cái điều cay nghiệt nhất đó, nó chính là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể hiểu thấu được cái tâm lý của những người của những người mà chửi chúng ta. Thì như ở đây mình muốn nói là cái người với một cái nội tâm mạnh mẽ đó là người có thể chịu đựng, có thể nuốt trọn được những cái lời cay nghiệt nhất ở trên đời này, chứ không phải là trốn tránh nó, không phải là giả điên giả nai để không nghe nó. Cái đó là trốn tránh, né tránh nó, phớt lờ nó chính là biểu hiện của sự yếu đuối. Mà nếu mà lắng nghe xong mà thấy là chạm đến tự ái của mình, bực quá chửi người ta luôn, thì như vậy cũng quá tầm thường các bạn, như vậy cũng quá tầm thường đó. Nhưng mà không sao đó, chứ mình nói ra đây thì các bạn hiểu để mà các bạn có thể nắm được cái điều đó. Khi mà các bạn có thể thẩm thấu được từng cái lời cay nghiệt nhất ở trên đời này rồi mà người ta dành đến cho các bạn, thì các bạn sẽ thấy, bạn sẽ hiểu được cái tâm lý của cái người chửi các bạn đó, vì sao mà người ta đã buông lời, người ta chửi mắng mình như vậy. Khi mà các bạn hiểu thấu được như vậy á, thì khi mà có ai đó nói xấu các bạn, có ai đó chửi các bạn, thì các bạn cũng thấy bình thường. Mà cũng thấy bình thường thì cái điều này á, là cái điều cơ bản nhất mà các bạn phải học nếu như các bạn mà muốn mà làm được một cái việc gì đó cao cả trong cuộc sống sau này, để mà có thể giúp ích được cho đất nước và xã hội. Tại vì nếu như mà các bạn nếu như mà các bạn yêu thích một cái điều gì đó, mà các bạn muốn cống hiến một cái điều gì đó, mà chỉ cần ai đó chỉ trích các bạn là ơi ơi này tào lao, ơi cái này xàm xí, ơi đủ đủ thứ cái hết, chửi thề, chửi tục, chửi tiếng Đan Mạch gì tùm lum la này đó. Mà nếu mà các bạn không vững cái tâm lý thì các bạn chửi lại, hoặc là các bạn bỏ cuộc rồi đó. Thì đó, cho nên là chúng ta làm việc của chúng ta vẫn làm, miễn sao nó giúp ích được cho mọi người và nó không có phạm gì đến những cái quyền lợi của người khác hết, mà nó cũng không phiền gì đến những người khác hết. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết lắng nghe những cái lời cay nghiệt, những cái lời chỉ trích như vậy. Cái lời nào mà chúng ta cảm thấy đúng thì chúng ta phải sửa đổi. Còn những cái lời nào mà có ý mà hạ bệ của chúng ta luôn á, chúng ta vẫn lắng nghe, chúng ta vẫn nghiền ngẫm thấu hiểu nó. Đó, chứ không phải chúng ta phớt lờ, không phải chúng ta chửi lại, nghiền ngẫm thấu hiểu đó để mà chúng ta hiểu được cái tâm lý của cái người mà đã buông cái lời đó chửi mình, để mà sau này chúng ta có dịp như thế nào có thể gặp được những cái người đó đang trong những cái cơn khốn khó nhất, nguy kịch nhất, để chúng ta có thể giúp đỡ họ. Vì khi mà chúng ta đã hiểu được cái tâm lý của họ qua những cái lời chửi rồi, tại các bạn cứ để ý, khi mà người ta buông ra cái lời chửi á, là người ta lộ hết tất cả bản chất của người ta rồi, đúng không? Cái lời chửi nó gắn liền với lại cái sự tiêu cực, cái sự xấu xí. Mà khi mà người ta chửi mình bằng những cái lời nặng nhất, chứng tỏ là những cái xấu xí nhất của người ta nó đã lộ ra rồi, nó đã lộ ra cái bản chất thật của người ta như thế nào rồi. Và mình nắm được cái ý đó, mình hiểu được cái ý đó, mà coi như là mình hiểu được cái bản chất của người ta như như thế nào, thì sau này khi gặp được cái dạng người như vậy thì chúng ta
sẽ rất là dễ đoán những cái suy nghĩ và những cái hành động và những cái thái độ của họ. Đó là coi như là chúng ta đã thành công rồi đó, thành công trong việc đối nhân xử thế rồi rồi đó các bạn. Thì mình rất là tin một cái điều như thế này là các bạn, cái gì mà nó bắt đầu ở đâu thì nó cũng sẽ kết thúc ở ngay chỗ chỗ đó. Chúng ta không có cần phải can ngăn vào nó, đúng không? Người ta buông lời, người ta chửi mình thì sau này người ta cũng sẽ nhận lại một cái kết quả như vậy, vì mình rất là tin vào cái khẩu nghiệp đấy các bạn. Mình rất là tin vào cái khẩu nghiệp. Các bạn thấy hồi xưa rất ít ai đề cập tới cái chữ khẩu nghiệp, vậy mà bây giờ người ta đề cập đến cái chữ khẩu nghiệp rất là nhiều đó. Cho nên cái khẩu nghiệp các bạn, cái khẩu nghiệp thời nay nó tới rất là nhanh, nó tới rất là nhanh. Cho nên nó cái điều quan trọng mà mình muốn nhắn ở đây là như vậy: người ta chửi là người ta đang gánh bớt cái nghiệp cho mình, người ta đang chửi là người ta đang tạo ra cái nghiệp xấu cho chính họ, cho chính bản thân họ đó. Các bạn cũng thấy rõ là khi mà một ai đó mà buông lời chửi nặng bạn đi, chứ dù bạn có làm sai hay bạn có làm gì nữa, nhưng mà cái người đó buông lời cay nghiệt nhất chửi bạn là cái thứ như thế này, cái con này con nọ, cái đồ mà cái đồ gì đó đó, cái đồ xúc gì đó đó, nghiệp xúc hay là xúc vật gì đó, những cái lời cay nghiệt nhất như vậy rồi á, thì á bản thân á, cái người khác nhìn vô đã thấy cái người đó là không tốt trước rồi đó. Tại vì chỉ có cái người không tốt á, người ta mới nhìn người khác là không tốt thôi đó. Nên mình thấy như 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 thế này các bạn, mình thấy rằng là khi mà đối với chúng ta cũng vậy, khi mà ghét ai á, chúng ta cũng không nên ghét cái con người của người đó, mà chúng ta ghét là ghét cái lỗi của người đó, đúng không? Khi mà người đó làm cái điều gì đó sai, đó là cái lỗi của người đó, chứ mình đừng ghét cái con người của họ, bởi vì con người của họ có thể thay đổi đó. Chứ còn cái lỗi của người ta là cái nghiệp ở ngay cái lúc đó người ta làm ra thôi, thì mình ghét là ghét cái lỗi của người ta. Nhưng khi mà người ta đã phải chịu lấy được cái hậu quả của cái tội lỗi đó rồi, và người ta có hối hận, người ta sửa đổi, thì chúng ta cũng cho người ta một cái cơ hội để người ta sửa đổi đó. Chứ không phải là mình ghét người ta là ghét hoài luôn, ghét suốt cuộc đời vậy thì cũng không tốt. Bởi vì nếu mà mình ghét người ta thì sẽ có người khác ghét lại mình như vậy, chắc chắn luôn. Và khi mà mình chửi người ta thì sau này cũng sẽ có người khác chửi ngược lại mình như vậy, với những cái lời cay nghiệt như vậy. Cho nên là một câu như thế này: thà người khác làm phụ lòng của mình, nhưng bản thân của mình sẽ không làm phụ lòng người khác đó. Mình không giúp được người ta thì thôi, chứ cũng đừng có nên là buông những cái lời cay nghiệt cho người ta đó. Và hơn nữa, nếu các bạn có thể nghĩ sâu hơn, thì chúng ta cùng là những con người Việt Nam sống cùng chung một cái đất nước, được sinh ra trong cùng một cái thời điểm, một cái thế hệ này, có cơ hội được tiếp xúc với nhau, có cơ hội được biết đến nhau đó, có cơ hội được trò chuyện với nhau đó, thì không có giúp ích cho nhau phát triển thì thôi đó. Thì chứ cũng đừng có hạ bệ nhau, tìm cách hạ bệ nhau chỉ vì cái sự đố kỵ hay là ganh tị gì đó đó, là như vậy. Thay vào đó, khi mà chúng ta thấy được những cái sự thành công của người khác, chúng ta nên chúc mừng, chúng ta nên ngợi khen họ và trân trọng những cái điều đó. Bởi vì có thể các bạn chưa biết, nhưng mà khen người khác, khen về những sự thành công của người khác là một cái đạo đức tốt, thể hiện một cái đạo đức tốt của các bạn. Còn khi mà thấy người khác thành công mà các bạn chê bai, các bạn ganh tị hay là các bạn nói xấu sau lưng, thì đó là thể hiện một cái sự yếu kém về mặt đạo đức, và rất là khó để mà tiến bộ lên được. Khi mà các bạn khen người khác, theo một cái cách nào đó, các bạn cũng sẽ dần dần có được những cái bản chất tốt, những cái điều tốt của người đó, để mà các bạn có thể thành công về sau này. Đó nên là càng khen về những cái thành công, về những cái việc tốt của người ta đó, thì các bạn sẽ nhận lại rất là nhiều điều tốt, và con người của các bạn càng ngày nó sẽ càng tốt đẹp hơn, nó sẽ càng phóng khoáng hơn, nó sẽ càng an vui hơn đó. Mình không có bị cái cảm giác là phải ganh tị với người khác. Còn khi mà ganh tị với người khác là nó khổ lắm, mà nó sẽ làm cho mình khó có thể tiến bộ, và càng ngày mình sẽ càng dở đi đó. Nên là mình cũng chỉ luôn, những cái người mà giỏi á, những cái người mà các bạn thấy giỏi á, là do cái người đó khen người khác nhiều quá,
do cái người đó thấy người ta thành công á, là cứ 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 vào khen khen rồi hả, chúc mừng đó, nói những cái điều tốt đẹp hết cho những cái người thành công, thì sau này những cái người đó từ từ giỏi lên rồi, từ từ giỏi lên. Còn ai mà thấy người ta thành công cứ vô chê bai chỉ trích, là các bạn để ý cả đời là cứ cứ khổ hoài các bạn, cả đời làm việc gì cũng không bao giờ thành nha, cả đời làm việc gì cũng không bao giờ thành, cứ thất bại hoài đó và cứ dở hoài đó, không có cái tài năng gì nổi bật hết đó. Cho nên lưu ý. Rồi mình xin được kết thúc video ở đây, và mình hy vọng cái video này của mình nó sẽ giúp từng lời, nó sẽ giúp ích được cho cái việc của bạn nhìn nhận cái việc rèn luyện cái nội tâm mạnh, thật là mạnh mẽ đối với các bạn nữ luôn đó. Các bạn nữ áp dụng được theo cái video này thì mình nghĩ rằng là càng ngày cái nội tâm của các bạn nó càng mạnh mẽ hơn, và khi có ai đó nói xấu các bạn, ai đó chửi các bạn cũng đều thấy bình thường, đều đều thấy vẫn cười bình thường, vẫn cười bình thường. Người ta khen các bạn cũng thấy bình thường, người ta chê các bạn cũng thấy ok bình thường, chấp nhận như vậy luôn, chấp nhận luôn, cứ tiếp tục bước tiếp và các bạn sẽ rất là thoải mái sau này về sau, rất là hạnh phúc sau này về sau, và khi các bạn có thể áp dụng nó vào những cái công việc và những cái lĩnh vực các bạn thay đổi sau này thì nó rất là thuận tiện cho các bạn và các bạn sẽ thành công sớm thôi. Bye bye các bạn.